Thưa quý vị, kể từ lúc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt lên Moscow. Điều này đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng tại các nước EU do thiếu nhiên liệu giá rẻ từ Nga. Giờ đây khi mùa đông đang đến gần, khối EU đang nỗ lực tìm cách bổ sung nguồn năng lượng để vượt qua thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mạnh mẽ kêu gọi liên minh chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho mùa đông lạnh mà không cần đến khí đốt của Nga. Ngày 21 tháng 10, phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng liên minh châu Âu đang đối mặt với một thách thức kép. Một là làm thế nào để đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt cho mùa đông mà không cần đến Nga, và thứ hai là làm thế nào để kiềm chế giá năng lượng tăng cao. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Macron cho biết, Liên minh châu Âu phải nỗ lực hạ giá năng lượng càng sớm càng tốt để vượt qua mùa đông năm nay, năm 2023 và năm 2024. Đồng thời, khối EU sẽ phải thiết lập một cơ chế để đối phó thiếu hụt năng lượng vào mùa đông mà không cần đến khí đốt của Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng chỉ trích Washington đã bán khí đốt cho EU với mức giá cao gấp 2-3 lần so với bán tại thị trường Mỹ. Ông Macron nhấn mạnh, đây sẽ trở thành chủ đề thảo luận vì nó liên quan đến sự gắn kết trong thương mại xuyên đại tây dương và xung đột nga ukraine hiện tại kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ nga của eu đang gặp khó khăn ban đầu châu âu tiếp cận với quốc gia vùng vịnh như ả rập xê út và wata uae nhưng đã thỏa thuận thất bại sau đó liên minh châu âu đã tìm kiếm hợp tác với các nước ở khu vực trung đông và địa trung hải